Thường thường thì anh Thomas Đào anh thâu lại đó, anh chuyển cái hệ qua thì tới khoảng thứ thứ ba thứ tư thành có cái link. Anh muốn thì lúc mà anh contact anh Thomas Đào đó, nó anh bỏ vô trong cái contact list của anh luôn, thì mỗi lần anh gửi ra đó, anh gửi anh kia mass. Rồi, thì good morning mấy anh chị. Ngày 5 tháng 12 thì văn phòng có tổ chức Giáng sinh. Thì nếu mà chị muốn thì 20 đồng một người ha, thì gọi tới số phone của anh Thomas Đào hay là text của anh. Ngày 2, ngày 2, ngày 2. Không, vẫn còn. Vẫn còn. Anh đề vậy thôi, nhưng mà anh nói là extend luôn. Thì đi cái này đó thì nó có nó cũng có cái lợi là mai mốt nữa, khi mà mình có cái bằng á thì mình biết nhiều người hơn, thì nó networking ha. Còn nếu mà ai không muốn đi thì thôi cũng không sao ha. Cái này coi như giờ xóa đi. Anh nói là extend. Anh đây đi. Thì nếu mà chị muốn. Anh nói. Ok, tại sáng anh nói thì anh không cân, tại anh không cân nhắc. Ok, tại hồi sáng anh nói với Danny thì anh không anh mention được cái đó. Ok, thì coi như giờ mình học tiếp chapter 9 á.
Năm thứ 9 hôm bữa thì dạy tới cái private mortgage loan. Thì even though various loans secured by real property are often called mortgage loan, in California, security instrument for this loan will usually... Nói thường thường ở trong California đó, khi mà mình đi mượn tiền để đi mua nhà đó, thì người ta xài bằng cái deed of trust. Cái do người ta xài vậy đó là tại vì để thí dụ như mình giật tiền người ta đó, mình giật tiền nhà băng á, thì nó dễ nó đưa ra ngoài tòa nó bán nhà mình lẻ hơn là nó đi qua những cái kiểu khác. Thí dụ như là bây giờ mình đi ra mình mượn loan, mình lấy cái equity của mình đưa một nhà khác mà own lên làm cái thế chân thì nó khó hơn. Thành ra ở California mấy nhà băng thường thường nó cho mượn á, nó xài cái deed of trust để nó dễ bán hơn nếu mà mình giữ tiền của nó. Cái deed of trust là cái giấy chủ nhà. Dạ. Yeah. Mình đi ra nhà mà mình mượn nhà thì cái deed of trust, cái giấy chủ quyền nhà đó nhà băng nó giữ. Khi mà mình trả hết tiền cho lúc đó nó sẽ gửi cho mình cái chủ quyền nhà. Dạ. Yeah. Thành ra các người Việt của mình nói là ồ tôi own căn nhà đó, tôi mới mua nhà tôi là chủ căn nhà, nhưng mà thật sự là nhà băng nó làm chủ, mình chỉ làm chủ cái phần mà mình down thôi. Ví dụ mình down 20% thì mình chỉ làm chủ 20% thôi, tại vì giờ mình đang mượn nó để mua nhà, ngoài trả tiền mặt hết thì lúc mình đóng escrow đó thì escrow nó sẽ đưa mình cái giấy chủ quyền nhà luôn. Sau khi nó gửi cái copy, nó record ở trên tòa. Nhưng mà mình đi mượn tiền băng, cho nên nhà băng nó làm chủ nó như đó. Và escrow nó không gửi mình. Sau hết rồi đó, thì lúc đó nhà băng nó sẽ gửi cái thập trung. Thì cái tù nhân ở California, cái người, cái luật ở California cho được giữ giấy. Cho nên ở California, đặc biệt là mấy cái người cho mượn tiền lấy cái deed of trust của mình, ha, dạ, yeah, lấy cái giấy chủ quyền. Không cao ti, dạ. Yeah. Thì khi mà mình mua bán bất sản đó, escrow trước tiên là nó sẽ coi. Bây giờ nhà mà mới xây, brand new xây ở, thì cái người mà xây nhà đó, người ta có cái record. Cái county, ví dụ như nói xây cái khu 10 căn bắt đầu số 1 tới số 10 thì county nó giữ cái đó. Rồi lúc mà vô mình mua thì cái tụi escrow đó nó sẽ lấy tiền của mình trả cho cái nhà. Đó. Lúc cái nhà mới release tập trung cho mình, nhưng mà cái người nhà thường thường đó cũng đi mượn. Thì cái loan của người ta đó là constructive loan. Ha, đó. Thì nó mượn một số, thí dụ như nó sẽ trong cái khu 10 căn. Hồi trước cái mượn hết luôn nguyên bự cho vừa cái tiền nó xây, vừa cái tiền nó giữ tới lúc nó bán căn nhà, lúc đó nó mới trả lại. Nhưng mà sau này nó thấy nó làm bị lỗ, thành ra nó mới mượn tiền. Nó apply cho nguyên cái loan bự cho căn. Mỗi lần lấy từng mấy cái căn nhỏ, thí dụ nó muốn xây 2 căn thôi, nó bán xong, lúc đó nó mượn thêm 2 căn nữa. Đó. Thì khi mà lúc đó nó nhà băng, thấy nó đứng tên cái deed of trust, thì mình vô, mình mua. Đó, nó nói cho escrow mới lấy tên nó ra, thì bỏ tên của mình vô. Nhà băng, nó vẫn đứng. Đó. Nếu mà mình đi mình mượn loan á, thì lúc đó escrow tiền của nhà và của cái người xây nhà ra, nó bỏ tên của nhà băng mới của mình mà mình mới tên mình cái deed of trust. Nếu mà mình mua nhà cũ thì cũng vậy luôn, mua nhà cũ thì escrow nó sau khi nó make sure đó là mình thiếu bao nhiêu còn lại ở trong cái nhà cũ. Cái thao mình có decline. Nếu mà mọi chuyện buông xẻ đó thì lúc mà mình tìm của nhập
trả cho cái người chủ. Lúc đó em scroll tên của cái nhà băng của người chủ nhà với người chủ nhà ra, nó bỏ info mới vô. Cái credit tức là mình đã trả xong hết, mình không cần thiếu gì. Dạ, lúc đó là mình chủ muốn làm gì cũng được, muốn đập phá, muốn bỏ không, muốn bỏ ra cũng được. À, chị ngồi bất cứ thế nào, rồi nếu mà cái người grantor, người chủ của cái grantor, người ta và người ta có để gia tài, thì chính phủ có nhiệm vụ kiếm con người ta có con rớt ở đâu không? Nếu thì báo cáo cho những cái người đó tới đưa giấy tờ chứng minh, thì lúc đó chính phủ sẽ đưa lại cái gia tài. Nếu mà không thì nhập vô công chính phủ. Dạ. Thì đó là mấy cái chapter trước nó có dạy. Rồi, anh coi câu hỏi gì nữa không? Dạ. Cái first mortgage nha, là cái loan with first in priority, loan with lower priority and known as second mortgage, third mortgage and so on, generally called junior mortgage. Thì cái lần đầu tiên mình đi mua nhà đó, cái tiền loan đó nó gọi là first mortgage. Nhiều khi nói cái nhà nhì nợ ba, thì cái nợ nhất là cái nợ đầu tiên. Giờ mình có tiền, có một số tiền trong nhà thì mình mới ăn mình trên cái thí dụ đào lại trả năm nó vô được 5% thì coi tăng cái nhà, mặc dù tiền nhà băng nhưng tiền ti của mình, cái tiền mà nếu nhà bán nó nhà của mình, nếu mình hai trả đó, tại vì cái đó là tiền vừa tiền bán, vừa tiền trả cho mình. Cái đó là cái equity loan, nhưng mà cái đó gọi là secondary loan, tại vì tiền mình luôn luôn bán những cái đó, cái đó. Cái thứ nhì là mortgage. Rồi đi nhà rồi được tiền được một ớt đó cái bạn sao nhà mượn mà mình nhà bán mình á thì nó gọi quy lô mình đi. Nó những cái đó đó cái là nợ nhất nó tính vậy. Ví dụ như tiền nha, mình mượn 5 tỷ được ba trả từng một tiền làm tiền của nhà rồi equity loan rồi cái thứ ba mình bơi rồi mình bán đài thí dụ vậy. Nhưng mình dịch thuế đó thì thuế cũng nó đạt nó không biết là mình ở 9 năm rồi năm thuế nhưng chính phủ cũng luôn hay không dịch thì chính phủ chơi theo là lô trước người đó trước thì thành ra khi mà mình đi mượn tiền nhà băng để mình mua nhà cái người đó luôn luôn là đầu tiên, không ai chơi người ta được ngoại trừ chị. À, dạ. Thế của thành phố là khi ở lên mình hết tiền mỗi một năm mình khai W2 mình làm thế đó nó ở cái liên đầu mình đã luôn nóng tiền mình rồi những người mình thiếu nợ thì luôn mình mượn nó gọi là fault
first mortgage, còn những cái nợ khác nó chung junior. Nó nói mình, nó lấy cái tiếng junior mortgage là mình biết những cái nợ đó là nợ sau, không phải là nợ đầu tiên nhà mình mượn. Mortgage loan to buy property for loan. Đầu tiên bây giờ mình một bài, bây giờ cái loan khác, mình lấy cái nhà ra, mình đưa lấy là cái chân, ha, gọi là purchase money. Okay. Mình lấy cái nhà mình làm vật để mình mượn tiền, ha. Refer to seller finance. Saying seller extend credit instead of requiring full payment at closing. Also, the mortgage. Thì bây giờ một người đi mua nhưng được hay là người ta mượn tiền được cái interest cao. Bây giờ người chủ được thì nó nói thay vì tăng anh. Cho mình để đi luôn trả canh 10 chấm thôi thì nó mới lấy à, hết rồi. Cho nên á, mình mua mình ký giấy thay vì đi bán mượn thì mình ký trang những cái nhà bán, nhưng mà mình ký với người chủ nhà pro này kia hết, thì lúc đó cái người chủ nhà mà bán nhà cho mình á, người ta là trong mượn tiền mình mượn đó, mortgage shop money mortgage. Và cái đó đó là purchase money mortgage trong nhà. Thường thường người ta gọi tiền loan mà cái người chủ nhà cho mượn thì ta gọi mortgage, để nó phân biệt. Nếu mà mình đi ra nhà bán, mình lấy nhà cũng làm thế thì nó gọi mortgage. Nhưng mà người seller từ cái người cho mình mượn đó là shop money mortgage, phân chia biết đó là trong ai là người cho mượn tiền, ai là người liếu về tới cái bất động sản cũ. Thường là nó đi qua cái private lender. Private lender tức là cái người mà người ta đi. Bây giờ người ta bị bắt trước, ai muốn cho người ta mượn hết credit người ta xấu, credit card, dịch vụ, người ta không có chứng minh được income, thì bây giờ là cái private lender thường thường đó khi đã trả mình lời cao và kiểu interest only, mình muốn hay là mình own căn ăn á, không phải là mình ôm căn nhà à, mình mượn cái tiền khởi đấy cũng khởi đấy, nhà băng nó cũng không cho mình. Mình đừng nghĩ là nhà băng á nó cho mượn, nếu mình giật tiền á là nó bán, nó phải đi qua bao nhiêu thời gian. Trước tiên nó phải chờ mình giật nó 6 tháng nó gửi đủ hết rồi, nó phải và nó xin phép trừ của lương mình hay là nó xin bán nhà, phép được tòa cho bán nhà mình rồi đó, foreclose đó. Lúc đó nó phải cái người y chuyện nó bán nhà rất là rắc rối, mà nhặt tiền nó đâu có chặt rẻ. Thí dụ như mình bán cần chơi thôi chấm thôi, những nhà bán thì dễ dàng.
đấu chấm cái gì tiền nó mất, cậu nó phải nhờ luật sư của nó đi ra tòa này để xin, cho nên nhà nó bắt buộc á nó mới muốn bán nhà, nó không bán, nó phải bán tống bán tháo bán đủ cái tiền mà mình thiếu nó, chỉ cần vậy thôi, nó không cần phải bán giá cao giá thấp, nó chỉ cần dù cho cái giá nhà đó 1 triệu đồng, thiếu nó 500 ngàn để tôi đi chỗ khác, tôi cho người khác, thà cái giờ tôi đó tôi lo người khác lời, giờ phải lo giấy tờ này, tôi lo ra nhà băng dù cho mình có làm chủ nhà, nếu mình bị bác credit, mình bị rút xì cuốn cho mình mất tiền. Thì đây đi thấy rõ ràng có một cái trường này của cái nhà của mấy nhà có tới 700 ngàn, cô chỉ mượn 200 thôi. Bắt đi qua private vendor. Đấy. Đi qua private vendor, nó chạc 2 chấm, với nó chạc cái interest only. Interest only thường thường nó private lender nó đi 5 năm. Năm cuối cùng, cái tháng cuối cùng của cái năm sinh năm, á, cô này come up. Dụng mực cậu cho là lúc đó tiền giấy đóng 1,3-4 ngàn tới cái tháng cuối cùng mình phải trả 200 mấy thì mới clear được cái 200, thành ra cái đó nó gọi là hard money. Nghĩ là mình giữ cái credit mình tốt thì mình mượn dạ interest con làm đáng. Dạ. Thì thường đó. Dạ. Tại vì nhà băng nó chỉ cần biết là bây giờ mình nó thiếu bằng đó, mình thiếu nó bảo tiền bán thôi. Dạ. Người mà tại vì cái người mà đứng cái người diện nó bán đó, thì ta cũng biết nhà băng chỉ cần bán theo người khác đợi, không nó không muốn nó phải coi ở cái offer nào cao 2 tháng rồi này kia thì mình nhiều khi mình nói ơi tôi nhận được bao nhiêu offer lúc đó mình không, nhưng mà nhà băng nó chỉ cần biết là nó nói người trên vì những người kia đang muốn làm sao làm được cái tiền cái là đó là tiền đế của mà mình mua. Dạ, nếu mà mình không có tiền mình vẫn loan. Dạ. Cũng không hẳn là gì cash buyer nhưng mà mình trả thấp hơn thì nó thua lên trên nó cũng những các nhà bán. Bạn thấy ông Trump nhưng mà cái người kia có good credit người ta bị chặt thì yes nhà băng nó cũng đã lấy thằng bị chặt credit người good. Dạ. 700 nó lỗ 200 anh sao anh. Dạ đúng rồi, nhưng mà sao cái tiền mà mình thiếu nó lấy còn những cái tiền extra đó nếu mà có được thì yes. Thì ai không, nó vẫn đi đàng hoàng, nó vẫn legal. Ta làm lậu được, nhà băng làm lậu là chết, nó bị uống dậy, thấy không, năng gian mình được 200 ngàn thí dụ nha, nó không bao giờ nó được làm, nó không bao giờ được cấp license được, coi như nó mất cả mấy tỷ đồng chứ đâu có phải lấy cái hàng. Dạ. Mình á với nó tham tiền 2 1 ngàn cho mượn nó lời hơn là năng gian chỉ có mấy ngàn đó.
đọc những cái broker mà ký nhiều ký contract chỉ bán nhà foreclose người đó trước, rồi những người đó đó sẽ lại những cái thân đủ những cái broker contract lại với mấy người kia, sau đó nó mới lên thị trường. Ồ không, dạ không. Thí dụ như người ta mua, mà người ta mượn tiền, người ta rồi chung một cái nhà đó, người ta một cái nợ sau nữa, ha. Thì những cái nợ sau đó đi lấy là ở trên giấy tờ khi nó đem ra ngoài tòa đó, nó gọi là chiêu, nó gồm chung lại cái tiếng của nó là chủ nhân. Rồi okay, cái này ha, những nợ sau này đó là mình mượn nợ mượn equity tiền đó, mình muốn làm gì mình làm ha. Thì thường em mượn hai tiền thì cái gì đó nó gọi là sạch. Bây giờ sao mượn thêm tiền nữa để người ta xây hồ bơi ơi thứ ba, nó gọi là tớ mời ghế mình 3, 4, 5, 6 người ta thôi. Tất cả những cái nợ mà sao đầu tiên mình đi mượn để mua nhà, tất cả những cái đó nó gọi là chưa mời. Rồi cái ghét này đó, tức không mượn những cái nợ khác nữa, nhưng mà mình nói đây là nhà đầu tiên tôi mượn tiền, nếu tôi dựng nhà cũ này của tôi trả nợ tôi đang bán vẫn chưa đủ cái tiền kia đó thì bán luôn cái nhà mới này. Đó nó gọi là purchase money mortgage. Dạ. Ồ ok. Rồi, tức là cái người ta mấy cái nợ đúng không? Cái mấy nợ đó thì cái nhà băng đầu tiên nó đem đó, nó lấy tiền của nó trước, những cái tiền dư đó người đứng ở giữa escrow sẽ lấy tiền trả. Khi mà đầu tiên nó foreclose đó là nó qua dưới tòa đứng ở giữa và quan escrow nó giống như nhà thôi, thì nó đứng escrow mà ở đó là nó dưới ánh mắt của tòa. Dạ. Chỉ định ra đến rồi escrow tùy theo cái giá tiền bán của nhà đó, escrow sẽ theo thứ tự thuế trả đầu tiên rồi tới cái xuống dậy. Cái người cuối cùng, người mà làm chủ cái nợ cuối cùng nha, giờ cứ cho là người chủ nhà đó. Nhưng mà cái tiền bán ra đủ thì những cái người mà cuối cùng sẽ bị hết tiền rồi, nó bán nhà hết tiền rồi, thì những người đó bây giờ đi ra ngoài tòa lần nữa và bỏ trong cái người đó nhà cũ bất đã đi làm có khai thuế thì cái ly đó nó sẽ nói người chủ hàng một số tiền trả cho cái người này cho tới lúc nợ. Nếu người ta không có chứng cớ gì thì cũng hòa. Dạ. Nếu mà
mà mình có một cách mà người ta đi tiếp người ta biết được á, thì lúc đó mình vừa bị tù tại vì đang hạn đi nhầm ăn hay mình dịch tiền chai sọc khó làm neo mình đi làm tắt lấy muốn hay cái bạn không phải nó check mình tại vì nào mà mình sống trên đời ngoại trừ mình làm homeless mình đứng ngoài tiền mình bắt bắt buộc mình để mình có tiền welfare thì nó cũng có thể xin tòa ít một phần mà xin trả lại cho mình thấy không đó anh đi ra trong bây giờ nó có nhưng mà nó nói nó không nhận của nó thì nó đào mà bỏ nó tưởng thoát cái gì đâu được chính phủ cái private detective đi check thiếu hàng phụ trạc tiền lời nên thay vì bây giờ đó thử nó trả ngàn đi nó không chịu tới bắt ra được á trả lên một không chấp nhất là mấy cái tiền trả support từ hồi trước á là người ta cứ dịch sắp 10 năm sau đi rồi cái người đi America như hòa nhưng mà chính phủ nó bị lộ cái tiền đó tại cái người kia giật đó nó giúp người chồng mà bị giật đó để sinh sống chứ gánh phủ khó hơn cho nên giật nó đi ăn không có chủ. Mình nói như phải vết đấy thì làm ăn cái gì à, lúc đó ví dụ nó biết nó đi à, đúng không thì bây giờ nó gửi thì tới đó chủ bây giờ cái người này đang thiếu tiền giờ cái người này vô đi làm thì cô trả tiền hay cô trả nếu cô trả tiền mặt đó thì phải lúc đó lại bị IRS nó nhào vô nữa mà nó muốn nhiều cái rồi thì hết là cho người mà người ta đi qua private lender người ta giữ cái quyền packet mortgage là mortgage to new property thí dụ những cái ha mua nông trại người hay là người để trồng cây trồng cối thì người ta mua những cái người ta phải mua cái máy đào đất là người ta sẽ thì có nhiều người xài tiền đi equipment người ta nhập mượn luôn một cái lô vừa trả cho cái bất động cái số để mua người ta gom chung hai cái lô đó là thì nó gọi package nha à construction construction and even usually disburse to borrow and conduct proceed disbursement plan. Thì cái rồi mấy người ta xây nhà đó người ta bự để xây mấy căn chân tạm căn nhưng mà ra người ta chỉ lấy đủ cái số nhà người ta muốn xây đi mua mấy nhà mới phase 1, phase 2, phase 3 thì một cái phase đó, đi
rồi nó lẹ đó thì cái phase 2 trở lên tăng lên 10.000. Nếu mà cái giá nhà đang up từ 50.000, 100.000. Và nếu mà cái nhà mới ở đó thế bắt đầu lên cái fix luôn lên giá xem giá hết à. Còn ai muốn mua những cái nhà modo khu nhà phải có cái khu cái nhà modo gì nhà modo có những đồ, đồ trong cao cấp hơn là những cái nhà thường xài thì mình mua đó mình được lợi là tại vì nó mướn người hai cái nhà đó mình mua đó mình đỡ phải tốn tiền mình mướn kỹ sư riêng hơn cái giá nó khi nó bán hết cái khu đó rồi đó, những nhà mẫu lắm là có 75.000 nhà mẫu mình vô bất cứ cái nhà cái khu nhà mới xây nữa nó luôn luôn đó gọi là nhà model ha đó 8.000 mà vô không á người ta không mua dạ mình coi bản đồ cũng đẹp lắm làm đẹp lắm thì hồi trước đi coi trên bản đồ coi trên mẫu nó là một cái hôm mình mua nó xây trang đó mình thấy cái trang mình mua đại thì giá rẻ quan đó bắt đầu cho mình đỡ được nhưng mà tới cuối cùng hết đó nó bán cái nhà đô hơn có 75.000 à mình thấy nó đi ra furniture mình đặc biệt cho nhà đó cái màu sơn cái màu của cái furniture này cái năm thì rất là đẹp. Nó nói cái mô hình ha à, có cây có cối này kia lúc nó xây xong là y chứ không phải cái mô hình nó là cái mà lúc ra xong học y chang cái mô hình mình mua nhà đâu lúc đó nó sẽ vậy. Nó có bản vẽ trong nhà phòng ngủ đó đâu phòng tắm đâu có hết đó về cái người gọi là construction mortgage when complete loan financing call a take out loan lender promise to give a few standby loan cái này khi mà ha, cái này là nó nói về cái thời hồi trước mấy người nhà đó ta mượn người phải cho thành giờ mỗi một tháng người ta xây mấy căn giờ ví dụ nó xây này buộc nó phải xây hết luôn bán thì không bán được khi nó xây hết rồi đó thì cái nhà băng nó cái tiền nhỏ nhỏ một cái loan bự nó gọi là permanent financing ha còn như constructor đó người ta lấy tầm mượn hết cái loan khu nó sập rồi cả những loan cái quan sứ và nhà nó không nha thì nó gọi là take out loan xong rồi người đó muốn đi xây một cái khu khác lại phải mượn ha coi như cái loan mượn take out loan thì take out loan nó có trên cái
ký tập trước đó, tên của nhà bán của cái người của khu đó. Và giờ khi bán ha, thì lúc đó cái escrow nó sẽ là bằng của contractor đó đang, người contractor đó đang, nó thay thế bằng bằng của mình. Cái là chuyển một cái lô bên này nha. Đó, thì đó là biết nha. Rồi mình tiền của chính cái nhà băng mà cái là mượn được, mình cũng được. Anh nếu mà khuyết mình thích á thì khi mua mới đó, đó phần bây giờ tôi nhiều loan của cái nó cho mượn á, nó 100, bây giờ bên đó nó bảo đảm là 900 đi cái loan. Tại vì nhà bán nó cũng muốn bán lại cái loan cho mình, nó đâu muốn cho tên nó giữ cái loan hoài để nó cho người khác. Đây nó à, pledge when secure one loan come on subdivision, cái loan nó cũng giống nó cũng giống vậy luôn nha. Partial release clause require lender to release some of property from blanket lien when specified portion have been paid off. Same thing, đó thì nó giống như cái phần đó ra. Nó chỉ chuyển từ nhập người này. Open mortgage allow borrower to be often used by builder and farmer. Cái open end mortgage, cái blanket mortgage loan nó vào xem dòng nào một lần xây căn nhà các bạn nó trả vô thì khi trả vô thì nó mượn thêm tiền nữa để nó xây, thành ra gọi là open end mortgage, nó xây từng cái nhỏ bán xong trả xong rồi lấy tiền đó. Loan who may not qualify a loan often be high debt to income ratio or lack of property charge higher interest rate and to accept những người mà phải là những thường thường ấy, đi vực mình, nếu mình apply online nó có cái mortgage nhiều cái lô khác mà ra đi bất mình có ao đó là private, mình đi ra một cái văn phòng nào lô nào đó người ta chắc thì người private lender gọi là subprime, nó không phải là người đầu tiên người ta mượn lộ cho nhìn vào đây sẽ mà kiếm những cái người trong
lô thông thuế đấy, người ta đi kiếm những cái người mà mượn lô thì có những thành sau. Ví dụ như giờ mình có mình trúng số, mình đi mình liên lạc với những cái broker, mình nói tôi 100 ngàn, bây giờ anh thấy bất người nào bác cho tôi, thì cái mình đó là sắp pha mọi nha, còn những ca rocket mortgage này kia tụi nó mình là sắp pha là cái gì mà mình cho mượn tiền mình tiếp có cái nhà đường rồi mình trả tất cả. Home equity, home borrowing equity to get more just unrelated to property trả tiền collect home equity line of credit tác là over line of credit loan á, khi thường mình mượn á xài cái hay là mình thiếu nợ credit card, thường credit card á nó trả tiền hơn là cái equity loan. Có những người người ta xài tiền credit card tốn cả thiếu mấy ngày, giờ cái interest rate của credit card có good credit đó nó là 10-12%. Bây giờ người ta thấy giờ mình nhà vô mình mượn cái equity loan, equity đó là 8%, đó là khoảng 8% mượn equity loan. Credit card năm 2 xem đúng chấm thành đây để cho đi học, người ta không có tiền cả tiền đi đi học lô đã. Mình còn nếu không mình mượn cái construction loan, tiền lời nó bắt buộc cao hơn, luôn 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 cái nợ cái mình mua nhà đó nó rẻ hơn là về sau. Lý do sao không biết thiếu một nợ đó mình nói cho thằng ấy biết không có tiền, không mình không có tiền, đúng không? Thành ra là nhà băng bắt kẹt mình đổ đó tiền anh đi mượn tôi trả cái tiền cái equity luôn. Tùy cái equity đó nó cũng không có cho mình mượn 500 ngàn trong nhà nha, nó cho mình đặt cái đó thôi, nếu làm chỉ một cái nhà băng á nó phải chữa cái, nếu mà mình giật tiền thì cả hai cái sắp nhà mình nó bán ra đó bán không đủ tiền thì nó 100 ngàn để thể cái nhà mình bán không đủ tiền không trả luôn. Cái equity loan nó chặt. Mà có nhiều nó chấp 5% mượn tùy nó chắc cần đăng ký mình apply mượn đó rồi. Nhưng nếu mình chỉ là một cái người
thí đi đi bằng lốt đó nó cho tùy cái lúc ra mình update tùy cái khả năng của mình trả lại. Nên là việc tắt lẹo lót thì thường thường người ta online mất sạch FQA follow khi mình like of credit tức là mình bây giờ nhớ cho mình 2.000 không thì nó ngưng mình không gạt được nữa mới trả đó cho mình gạt. Cái home equity lên cũng giống như vậy luôn 10% mình mượn up 80 gì mình trả bớt đi cho mượn ít là revolving loan không cho nữa trả cho mượn lại trả hết cho mượn lại nguyên lại luôn thì y nó đã đồng đúng không nó đi mình khai mình làm 100.000 chắc là gì chắc ở cái credit score mình nó thấy mà mình chưa nào hết mình mượn nó luôn luôn cái tiền credit limit nó càng rồi đó nó cái gì đó nó sẽ vừa ô anh đang tiền này chưa giờ thí dụ 2 năm rồi mình chưa kia làm 3 tháng 5 á nó vẫn là mình 4 cái khi một cái 20.000 tức là nhà băng năm này là chỉ theo cái tiền lương mà mình khai đúng không bây giờ tức là mình đã nó cho mình credit up từ 20.000 thấy không? thiếu nợ mình chưa có cần sai nhưng có thể ngày cần tại up là bình up cái thằng năm á mà mình nhận ra ao hay những cái lôn về sau đó tính trên mát bị cạn nó cho mình mượn mặc dù không sạch tại vì mình có cái không nếu mình không có cái trên đài thì làm gì gia những nhà bán nó tính mình không thể nào nói ô tôi apply để cho anh emergency anh ra giờ nếu mà bị emergency anh xài hết thì tìm luôn luôn cái thằng đầu tiên nó khi nó giờ nó đi mà cái link đầu á link nào bỏ trước thì trả trước đó nhà nó làm mày nhắc thằng đó là vô vi là phải có một cái đó nó vì mình lấy cái nhà mình đứng ra làm vậy thế new mortgage loan existing month using fan loan hồi trước 10 năm trước đi 20 năm trước tiền lời nó lên tới có lời 22 chấm bây giờ tiền lời nó xuống còn có sao ta refinance
lấy cái rẻ hơn là mới này chạy người ta sẽ tiền gì đó thì hồi trước cái rẻ nhất là đi refinance để ta lấy cái tiền mới trả. Với cái tiền lời sau khi anh trả hết nợ đó, nó sẽ được mình đang thiếu nợ, thí dụ mình đi 30 năm đi 120 vô giờ mình cứ trả xem nha, một cái lần cái trả bình thường một cái lô đi 30 năm 50 năm interest sau 30 năm 360 tháng đó. Mình xem dạ biết cái đó là chủ bằng này principal là cái tiền mà mình mượn đó, tiền mình mượn được được là thí dụ như 50 đồng thế đó đấy là một số nha, mình trả nó là 2000 đúng không, mình đi cái lời 1500 là vô tiền 500 vô một đúng mình mượn nó 2000 mình mượn hàng ha con 500 không thì nó tính tiền lời 4000 được ha đồng thì có phải 4500 50 không, tháng thứ hai nó tính là 3500 những cái người chuẩn bị tới 30 năm sau tức là tháng 36 tháng cái tiền lợi ít hơn là cái thằng mà cứ trả hoài hoài lại vậy bỏ một trang statement về mình sẽ thấy vậy nhưng bây giờ đó là mình biết lịch còn nếu mình muốn mình vẫn hỏi được rồi hỏi là chủ nợ thì được hỏi cái gì liên quan tới cái nợ thì hỏi của mình đâu hỏi cho người bạn mình nó bắt buộc nó phải chuẩn bị dạ ha vì nó hồi trước có hồi trước đã fix rate nhưng mà contract tại vì hồi trước chính phủ đó nó không có cho nhiều nhà băng khi mà về sau này chính phủ đã thấy như vậy đó lộ chính phủ không có khuyến khích người dân mượn nhiều chính cái ở nước Mỹ á tiền nhà bán không tiền phụ đâu nó tiền một phần nó in bốn nóng thuế nó có tiền nó tiền xong á nhà bán mượn ha nhà băng băng mượn xong nó trả tiền chính phủ thí dụ như một nó không được quá
tại sao tiền lời lại lên xuống từ cái chính phủ phé cái nhà ban quốc tế mình nó cũng có dạ đúng rồi nó cho hết những cái nước gì nó mượn thành ra mình nghe điêu đó mình nói ồ bị việc cho thì tính tiền nó lại ví dụ nó không nó bị tiền cho mình cứ cho người này cho người kia mỗi lần mình thấy bão lụt ở đâu là mình mất tiền mình cho tiền đâu mình còn nữa thì tất cả cái đó là nguyên cái đó một khối của bạn cái lấy lại lời dạ mình Tesla Twitter nó 44 ngày thì nó cũng chào ngào nó đó thì nó ra nó có tiếng lời được nhà băng nó cũng đi cha cho mượn không đâu mình là nhà băng mình có 10 tỷ trong túi nếu mình không cho mượn lấy lời 11.000 nếu mình không đó thấy không băng á lâu cái nhà vì nó phải trả tiền đi trả cho những lo giấy tờ khá cho những đứa bố nó cho những thằng khác nữa. Thấy không? Dạ. Thì đó là cái mà trả dạ. Của cái xí bố nhà băng nó mặc dù nó mình tìm nhưng nó thứ nhất thì không nói được à, nhưng đó người em là người ta bên ta lâu đúng không còn lại cái contract ý đó cái phần nó sớm bị nếu chỉ có cái phần đó là nói đúng. Ngoài ra người trách nhiệm chỉ có chính nhà băng nó trách quyết định người để làm lỗi chỉ người đứng giữa như mình đi băng nhà tặng đi nhà có nhận hay không mình được quyền hay làm lỗi gì cha vậy chỉ có một cái quyền gì mình nên hỏi chính cái người bị cho mình mượn tiền lâu nó lại cái contract coi có cái phần nếu mà hay không ngoài ra luôn luôn gì có câu hỏi gì không? Ngay nhà ban hay học ngay cái người đó người ta sẽ làm gì cả có thể nó sợ nó bị cấm sân hay đi học trong biết nha nói gì vậy 100% dạ nó có thể theo chị sớm thì bị penalty
cho nên thì trả sớm ra bán nó càng thích nữa. Thì nó có tiền ngàn cho thì mượn hết một tháng mình là vô thì đưa thì bợ ăn lời hai người người xuống không nhưng mà đây cứ thấy không tâm mở để làm gì office nó không mở ra làm phí thấy không nhiều người mượn tiền càng thích mình cơm nhập băng mở nào không biết ngay giờ dạ đúng rồi cái phần của ông trong phần rất nó quá nhỏ bây giờ mình ăn bác mẹ mình đi ăn bất cứ nước mình deposit một đó mình tiền Fargo này để mình làm đã nghĩ ô đồng Việt Nam ở đây Việt Nam của mình lớn để cho mình mượn mua vì nhà băng khi nó tính nó là nó tính lời ở bên nhà băng nhỏ xíu so với các cây queo nó lời nó thể rẻ hơn lời mượn của băng em đó cao thì cao thì nó mở các năm năm nó mình kiểu chúng ra nó mở đó những cái đặt tiền ATM mình giói nó chạy miếng đất giống như cái gì đó mình đi chạy bỏ tiền đó chứ đúng không chết tăng nó nhỏ xíu giờ mình về gác mình đi cái chạy băng nào đó thì nó có tiền băng không thành ra một băng nó ra lấy không không bao giờ cái chuyện đó đó là nó nói dối nó nói dối không bao giờ cái điểm năm mình sẽ ít hơn cái trên bãi chưa ok tại là tại cái chất hết nó với lại đó cái đêm là nó đang nói về mỗi tháng mình vẫn trả của cái năm cuối cùng này cộng với cái tiền close cost in interest cho tới come up nhìn người đấy tôi mua nhà tôi đi trên thuế 5.000 ví dụ vậy đi bây giờ tiền lời 2.000 đó tôi bỏ vô tiền TV người ta cần không phải nữa hết rồi đã lịch sử nước Mỹ đó chỉ rồi nhà nó xuống không có nhà nó lên
thầy xuống. 5 năm sau đó, nha, lúc này nó vừa mất luôn. Chơi đánh bài, mình đâu biết được bởi mấy. Nếu mà ngang tự cái bị nó nếu không mình cái này mình rồi cái ốc thử thầy ok nói thêm là chủ nhà cho seller finance extend credit rather the mortgage and security the instrument also called for the rồi mà người ta cho mình mượn tiền để mình mua lại cái land contract cái land contract. Contract để tiền hơn cho mình được luôn. Lên contract dễ đẹp gạch quà thì nó được sử dụng là cái đấy một cái hứa lập giật tiền nó sẽ nó bán được không phải tháng một tháng anh trả được tiền từ phật lộc đi của những cái nào là mortgage pack land opening deal and land contract hỏi gì không học tiếp khi mình làm chủ bất sản đó vẫn đứng tên của cái người cái người sale đó trang như nhà 300 tỷ hay là lender 1 tỷ khi mình trả hết tiền rồi đó người sale sẽ lấy tên này ra người cái khả tiền báo cáo rồi tên của tỉnh ổn tiền cái người sao là chat trên contract giờ tiền tôi được bán nhà record nó đúng đóng dấu trong vòng 3 tháng đó mình phải gửi giấy nó bây giờ nếu mà anh muốn tiếp tục hay cộng với tiền lời là 100 là 2,500 ví dụ cho 2,000 đi là 4,500 anh phải trả còn không sẽ đưa ra tòa qua tháng sau nó gửi contract nó dựng ba lấy contract nhưng mà nó dưới dạng lên đó là cái
Theo là mình đồng ý nhà băng. Nhà băng nó đồng ý với mình luôn. Mình đến nhà băng. Một cái gì nữa hết. Mình nói bây giờ tôi không còn tiền nữa. Mà để tôi sống hơn là bán gì để sống là hoặc đồ bán. Bán và bán thái cái sao sẽ làm giờ tôi làm cái video ra anh có thể bán được một trăm lúc đó bạn giờ đang thiếu nó hai nếu nó bán thấp nhất ở hơn là mình bán sẽ. Bao nhiêu cố thì mình dịch đấy em rồi sau cũng để dịch là gì mình vẫn mặn cái nếu mà băng ngủ nó có áp tiền dịch tiền nhà băng đi khai bác sĩ băng sĩ nó hai cái tơ 13 ok seven là nó xóa hết okay. Thì như chấp tơ 11 chấp tới 11 cái là nó bắt lịch mà ra bà lúc mấy lúc mà nó chết thấy mình già đợi mình qua cái bên chấp tới 11 hãy trả lại cộng với tiền lời nếu những người thiếu nợ cho nên mới đợi mình qua bên kia trong hồi có đó ban chi nhân nó vẫn là cơm mười thì mình phải vô cái plan ra tòa nó tháng vừa rồi người ta là quyết định người ta đi đánh bạc đi tụ lại giá tốt à đó ta nhìn nó đưa mày thất nghiệp mày sạc rồi đi cả tới mấy trăm ngàn thành ra lúc đó biết nhưng mà nếu mà mấy người người ta lên từ cả 500 ngàn như sau sao là mới khác thì lúc là mới tại vì năm một năm năm sau nó đến số bài biết được nhau sao nên đi khai hay là 15 ngày đơn sĩ là khi trước khi mình làm bán rupsi mình coi vậy sao và nó uống ngủ cái thằng là thằng cho mình tiền không đúng không tại nó đang có tiền đó là sao tiền dùng đi nếu mà mình nợ không có nào chơi
Daniel biết có nguyên một cái nam nó mới cùng bạn cao dạy thì cũng đây cũng làm bây giờ nè ta đang đã bị rồi nói người ta khi mà hỏi về nói nó ôi đang nhận cái hạng này theo luật nhận không bắt buộc thu một tiền kia bên kia đó nó im nó đặt làm cho cái quy định để 6 tháng sau lại băng có tiền trả lại một á hạn người này khai bạch xin nó xoay nó phá nếu biết loạt thông minh lên quyền tham chứ còn lại tham bây giờ đó tôi muốn nếu đó không được tính được tiền mặt chục đồng trăm đồng tháng luôn luôn nóng bức thằng nào hết chuyện của đó đó nó chứ đâu là free là free thấy không tự nhiên giờ 7 ngàn mà cái 2 ngàn đó tiền túi già trả cái hạt cạc của mình quý không phải để cạc của mình biết lắm chứ mình biết tương lai cũng được hết đó thì mình gọi cái credit report của mình tình giữ cái bi lại để đu cái khoản cả cũng nó chặt tiền ngắn ngày 6 tháng sau tiền tích hả nếu mình chặt bình thường á chỉ thiếu cộng với mé sắp cái tiền thiếu nó lên cao nữa mình nhận giờ nó ghi là mình giữ tiền của đạt lên 3 ngàn 9 triệu vì chỉ tại mình cứ trả lời mình tự nó sẽ ha một người bây giờ thằng khác nói vô lý thấy không nào nó mình huyết và nó nói với nhà băng bỏ mình ngoài nhà băng sau làm gì nhưng mà nếu ai có tiếng nợ cứ gặp thẳng nó không lúc đầu tiếng nhiều nhưng mình cứ nói nó tôi tiền cho nên mới chỉ không thể hết đi làm rồi nha. Nếu có tiền giờ trả lời thì sau 3 tháng nó
sẽ đưa vào collection. Nếu nó gọi mình ở work, mình ở work cái giờ làm, mình nói gọi chỉ có gọi nữa, mình thâu anh tìm người quyết định, nó là người phải trả tiền. Nó là đây đang nói chuyện loạt nha. Hồi trước á, mấy chục năm người ta harass gì đang đi làm vì người ta người bị xé làm chủ nó đuổi. Nếu cái người thiếu nợ làm cái số phone được. Anh không có phone mình để cái xin mình xin lên mình thì chăm vào không, không trả lời nói cho lúc đó mình được quyền gọi tính cái khoản đi cả của mình nợ nó, mình nói hạn rồi bán đi hạn khoản đi nói cái nợ này hát cái lịch đừng nghĩ bánh tên rồi năm, nhưng đây còn một năm mình nhắc phố năm sau thì cái khoản giật giật nó triệu hoàn chỉnh cái nào phải đi cắt đi một cái mình thì cái nó sẽ bán thì những cái hàng tờ đó đó nhưng credit cái lần nọ lại thì cái credit tờ nó nếu bắt đòi thì credit card phải trả cho nó thì những năm phần tám hai tháng mới hà một người tức là mình zero okay. Ở trong cái credit report xe đâu biết bây giờ cái cho một người bị đổ được qua collector hàng collector mình cũng nên muốn trả nếu đổi ý mình muốn cho mình 5 ngàn lại là lấy phải thì nó sẽ nói mình ok biết sẽ conversation này con ha con thì trả tiền con nhiều à, ăn nhiều sợ của mấy nó nói ok nếu ok tôi hạ cái nợ xuống còn ngàn ngàn á để cho anh mấy ba một tháng phải dạy dạy nếu tháng trả một chú lại nguyên 5 ngàn những chuyện rồi mình bên nó nắm mình làm hãng cái cụ trách của mình để cho nó biết
rồi mình xem mình thì 500. Lúc đó nó trả nợ. Nhưng giống nắm em. Thì có cái gì không mày từ lại bây giờ nó xảy ra thì cho phép ai làm tiền mua nhà đó, người ta làm được số theo là cái nhà bạn đồng ý nhà follow ra quả thành ra nếu mình nghe mấy đích ra nó chắc nó thấy cái nhà bạn mình có nên tôi chắc cái người này có 5.000 trong ba tháng ta xuống cầu một chục ta giữ phải giải thích tiền. Nếu mình có tiền muốn dịch ở thành ra là mình nếu mà bị cả đã bán những món nợ cái hạn đích tên được vì điều đề cái sợ ai Việt Nam mà không trả đi đúng được đặt không cần loạt đàng hoàng hoặc là mày bảo vệ trong này nó bảo vệ nhưng vậy mà tôi có tiền đã thu thay tôi làm nhưng mà không được cọc tiền ăn thiếu 5.000 bây giờ sẽ đồ ăn 1.000 trả liền như thường thường thì mình sẽ đồ chơi 3 tháng còn 3 tháng mình trả à nó cũng tiền đó thằng khác cũng tiền thấy không thà nó được zero nên biết cả đây đi làm dùng rồi nó không nhận nha nãy giờ nó có luật này limit gì đây không có nhớ rõ mình là một cái hãng nào mình ta giúp cho mình nha nó cũng phải tại giờ dùng tới 50 năm trước thì năm giá mình xuống tới các bạn chờ tới 50 năm sau mình xuống các bạn những lời nói đó rồi thấy không thành ra vậy mình học cái mistake cũng vì vậy người trong lô giữ banana
năm là nó bắt mình, nó đưa mình cái mình biết mình mượn bao nhiêu tiền. Trước thứ nhất mình muốn so sánh với người khác á, quyền ai dĩ nhiên là business phải tốt có thể rẻ, nhưng mà nếu anh không coi giấy chắc đáng hơn xa tôi bảo đảm tôi tính rẻ hơn người kia nhiều không? Bật Mỹ nó đạt được để business người dân đi một tiền thì phụ nó mới tiền tại business tiền hơn chính phủ nó cho mượn nó chạy được rồi hãy cho cái người welfare tiền chạy cho nhiều, ví dụ mẹ mình có làm nào của nhưng mà vẫn welfare cách đó cho nên bộ máy của nó cái đó là cái mà nó phải của cái tiền của phải xuống từ đến nay mình trả nợ nè tiền lời rồi tiền lời mình bị profit thấy không dựa theo cái tiền profit của mình rồi giải cái giải chạy không thể nó gãy lòng nước miệng xuống là tại vì nó đi mở túi nó không có biết là đưa nó mở túi à, ra đóng thuế Mỹ đóng biểu cái nước Mỹ đóng biểu Việt Nam nhà mình thấy Mỹ nó khích pháp là mua nhà tôi cho cái visa người ta đâu có hiểu được cái đó, đâu có nghĩ ngày hàng nào có chết rồi có quyền chết rồi mình ra chính phủ được dạ thì đó nên mà chị nhà thì mua nhà đầu tư nhà thì quay lại sau một thời gian em bị gước đó thì có số của chị lại ở đầu tư đó đó người ta có mình đang đi xa nha hay 3 năm vậy đó. Ở đó mình giấy tờ đó giấy tờ ha cho IRS Mỹ đó nó có form chị là người nước ngoài phải nộp
một đơn qua cái cơ quan di trú của mình. DB5 là cho học sinh. Thì đó định chắc với lại tụi sở gì nên chị qua luật sư thì thành đúng không bây giờ tụi vì thứ nhất không biết như là đó. Đi anh muốn anh không đi qua người bạn đi phải đi nhưng mà nên đi muốn cái người không phải mình cũng những cái đang có ha đó thì một cái vấn đề riêng đại niệm thì chỉ nói là nên là đại niệm thắng ở đó trước khi đi hay là khi đại niệm thí dụ đi đó mình phải luật sư thì mẹ không biết rồi lại mình họ hỏi được cách này vì mình vi phạm nhưng nếu những cái câu hỏi về investment về ai cái cơ quan di trú thì nó là tại mấy hướng hỏi nhưng mà đi cả Tại vì
chấp được chi ha, mình qua chấp thôi. Rồi, 12 giờ mình. Tại vì mới đạt chủ thế gì cái chỉ có nó nhắn chú chú chân, tức là có thể thôi nha, có cái lúc người ta không có bị gì cái những bị à. Cái không mỗi tuần á có đặt cái gọi mất nào là lên tiền đó nè giờ nên đi hình bước qua cái link rồi tôi mất vào sẽ mẫu cái list. Bắt đầu chụp mũ cho nên bắt đầu cái cần thì đang không biết. Oh, à, hay. Chủ, con lì. Đi. Thế đâu? Đâu mà? Anh đang đứng đấy đi bước nhá vui
cái cơ quan xây nhà. Đúng không? Đó là kênh seller đã có thể cho xưa đó là chỉ có bằng thường á, nó bằng xem là nó không có mượn dân có nhiều cái cơ để đi shop around coi cái nhà nào cho chỉ có ít nhà băng nó cho mượn về mọi ghép chứ không không phải nhà băng nào cũng ra giống giờ mà hồi commercial bank condition shop more for more long term loan like trước á nó là nó nhà cửa federal regulation remove may jump making friends. Tao ơi cái này là lâu lâu thi nó có đấy nói là dạy hơn thì giờ tao nhận nhầm nó thấy là bây giờ nó muốn học một tiền nhiều hơn có cơ hội mua nhà hơn được thì bỏ bớt ra cái việc mortgage company are not depository institution online đi rocket mortgage loan chứ nó phải chỗ bạn để mở làm đi depository institution tức là một sở bục một cái chỗ để mình chuyện nó không có mở không phải nhận toàn nó hay là mở ở những cái nó ác cả luôn tức là low cost bền cho nhập vào truy chỗ đó biết tiền vé tới anh bạn ác ở bị hát ở lót sir this low fee sell low những cái tụi lớn New York Life Insurance ha những đó đó vừa bán cho mượn tiền mình mượn tiền để mình sạch lấy rất là rẻ đó mới cho mượn bạc chứ đó là cái chỗ mà nó mượn tiền bên của nó là nó chưa mình nhân tạo tiền cho nó bao nhiêu đường điện ra những cái tiền những thằng đó
tại những thằng đó. Nó act on behalf of God. Là nó đứng ở giữa, nó đại đó, giúp lại những người mà đưa tiền. Nó thường thường nó là những cái đối investor đúng không? Đóng làm đi, làm sao nó chạy nào cũng làm gì hết. Nó study market, kế là do là những thằng lớn thằng á cho mình mượn thời gian 5 năm lúc cô lại mình bán mình đi mua nhà mình mượn một cái nợ 95 mình sẽ thấy nhận lá thơ đổi này tôi sẽ thấy over hello cho nên mình nó sẽ chặt công tù tượng của nó bé nhà đi sang năm sẽ thấy tự nhiên của anh đó tháng 1 2023 là thu vẫn là bình thường nhưng bị bây giờ ký cái 45 giờ tới 60 ngày đó thì nó là những cái này đến rồi ở hơn á nó sẽ ô này bây giờ tôi mua những cái lớn những lớn bây giờ mình đã được tiền của mình qua thằng secondary mình giờ à đó nó chặn mình trên 200 phải contract ký mình ký ngàn thì thành cái thằng ấy quân ban mấy ca nó mua trên 1.000 thôi nhưng của mình nó lấy 100 để mình giờ mình chỉ có 100 ngàn không mình... bây giờ nếu nó bán nhà mình nó sẽ trả tiền mình nó mua tô cả hai mình phải để thằng kia mua nó định mua cũng nó phải càng 100 ngàn đúng không bị bán 100 original mà mình trên contract can được hạn chế là 2.000 tên bên trong nó là tên khác lắm mình không biết bên trong mình nhưng mà tức là short thing from low for sale investor mortgage company where một cái nó cũng nói cho những cái chỗ mà anh đứng đây nó lại cái thằng đó một bang mở cho những cái mình có thể tốn mấy trăm tỷ tới năm sau
đó thì nó lo những bạc nam thì thường cái là thơ mình nam bạc rồi mortgage không đi nó dễ đó là những cái chỗ nó đạt những cái investor tốt mình hiểu vậy để mình dễ hiểu cái bạn mình dễ hiểu như thơ này thơm đó ai những thằng mà nó chuyên nó cho mình mượn những cái shop như là mấy hãng của Toyota hay đây này kia nó sẽ dealer không bằng 300 nữa nó trả hết nhiều tới 100 chậm lại khi coi thì những cái đó que đô những cái lô đó được lập việc large lot thơ commercial lô thư fan số intermediary mortgage residential or short term sân lộ những này thí dụ Vanisa Sura những cái hàng binh nó cũng nó cho mình mượn mạng nó cho coi là một cái cho đủ nhưng mà tùy nó cho gì thôi nghe những thơ tụi nó học cái bên học cái phần đầu người ta chỉ cho biết là có tiền của những cái thằng nó to xuống 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 tức là những người bị như mình là sum mơ cái điện đó thành ra những cái có cho mình mượn xây mới thì đó những thằng bạn lớn mình mới cho mới à mới xong tăng to cái hay là make loan bank đúng không đi gặp người đưa ra người ta mình mượn tiền luôn mình đi mượn những cái private lender nó ra nó cho mình được mortgage broker bring borrow and lender in permission thằng đó đúng không mình làm cái nó đứng đi giúp mình giấy tờ nó đưa giấy tờ cho bạn mình đi thằng đấy vết đi bất cứ một con broker nào người ta đều có cái giấy tờ direct lên nó cũng broker lộ mi bất cứ người broker mà giá direct under có tiền trong một tiền của trong một tiền người đó broker là broker lại bán nhà là người ta mới đi học thêm người broker bán nhà luôn luôn ta có hai cái bằng
tôn và là ta chỉ làm tôn, không có làm ta chỉ, ta không có làm lớn thôi, nhưng cái bàn cho mượn tiền được đại plan luôn. Mình muốn làm con thì officer cái đó thì nên lấy một lớp là anh lấy bắt buộc. Cũng thi bắt buộc. Như tôi bắt đầu các bạn em người xem đi em ô hầu như là cái người broker mà bán nhà ở đó người thân chủ người ta đi chứ nếu mà không mượn lô cái người thân người ta là biết bán nhà thì có phải là lấy không, ví dụ người ta hỏi ồ anh nhà đâu nói về thôi tôi làm luôn rửa người ta lấy tiền phí người ta đó đó thành không lấy lại cả bao nhiêu tiền bằng lớp dạ 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 điểm dài chỉ cứ cái ngày dạy học tới hết trơn rồi. Nó in ra cái certificate. Đi thi sẽ California. Mới cho đi thi. À, dạ. Đó, thì bất cứ cái người broker nào người ta ai đó là như mortgage loan originator is loan officer, mortgage broker or officer who has đó cái chữ MIO ha nó là cũng là mortgage broker hay người mà mua để làm về ha một đất option nha licensing and registration thấy không? Tiền được trả đi là nó cần phải có cái hả? A real estate license and see company in loan nó nói mình có bằng nhà đó thì làm loan chứ mình không đạt mà đạt làm lúc là lúc thì mình dặn tới được quyền nói về
lô, dù mình có biết đi nha, giờ người nào có khách hàng vì mình nói được giống như là thư trong cái văn như bản nhạc thư ký khi nói về nhạc nó quyền đưa cho khách nó quyền tới nhà open khách hỏi gì về nhà ô nhảy mấy bao vì nói nó loạn nó chỉ ok người được vậy mình chỉ tới mình dặn tới thôi chứ mình được là cái sao lâu mình sao lâu expect to buy for more of my income in ad cái bài vừa rồi là nếu bay mà đấu xe nó thì nó sẽ cho nó chạy mình rẻ hơn hay là thì tùy cái rồi cái về những cái tôn trước là xin lên luôn về sau ăn nó cũng cho hết nói về mọi những cái cơ sở cho cho mực tiền mực và giả xuống cơ là người hiện nay làm lâu để đi solo bạn lâu khó giờ nói thêm khi mượn lô đó thì những cái đó là khi the most higher sơ đã lâu khó thì những cái kim đóng một cái đóng cái sơ bao gồm cái điện này chỉ cần biết có một phi nó phi là gì là cái minute cho symbol on phi nhà băng á chàng mình cái tiền đó cô xin khó tức là đất taxi ha rồi 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 là phi và cái tức là tất cả hết cái original bất cứ nhà khi bắt đàn tới bán mà cam vô muốn lô equity bất cứ một tiền đầu của nó thì dùng 200 tầm ngàn làm lô mình vượt lô tự động người phi đó chạy mình rẻ hơn chỗ khác đặc biệt cái chỗ trong nó không hit nhau đấy nói là free closing này kia nó đọc những khác của làm phi này nè thử đi chặt năm anh rưỡi anh mình thấy ô đi có nhiều tại vì làm nhiều
vô số tiền nó đem vô nhiều nhà nó, nhà mình sẽ phụ nó trả tiền cho nó, có người trả cho nó không, nó làm vì khi giờ nó không cần phải làm nó ăn trả tiền thì nếu nào cũng phải free close thì tiền luôn phải trả tiền vô cái khác sống đang học close không trong cuộc tiền thì cái tiền đầu tiên mà mình bước biết rồi, thí dụ như nói ok credit của anh là 750 850 đó cái tiền lương, nhưng nếu anh mua point thì nó còn là 100 thì một point tức là bằng một coi tức là phải trả thì lúc đó nó xuống chứ chỗ nó làm lời về Discord 750 bao nhiêu người 750 đó coi đó nó tụ xuống còn 500 lại đo người khác mượn hơn thay vì chờ tới 30 năm sau mới lấy khi năm sau có thể 10.000 đó 30.000 nha nhưng nó cho thằng thuế trong nó cho những thằng bác đi qua cái nó cái con lấy cái trước của mình đó từng thứ private vendor nó chỉ đi trong vòng 5 năm nhà bán nó hết mình không muốn trả giờ mình làm thì maximum mình có thể trả đó 1.000 ra mình ra mình mượn tiền mình xuống còn câu mà không hoi tiền tháng 16.500 thấy không disappoint cái đồng mua point đó đấy nhà bán nó offer cái interest rate cái hàng credit các credit có cao nó rẻ hàng 800 nó có 400 nhưng nhà bán nó vẫn à, thì chạy ở nhà thí dụ nha đúng không thì cái thằng 100 với nó đóng cho nó xuống còn 500 trong kho này ăn ốc nó cũng phơi này vì nó cái chuyện khác nữa nó là nhiều tiền hơn nữa
trường hợp của mình. Giờ ví dụ như muốn nhà tiền tháng trả lại có regular cái hàng tháng mình phải lên 1.500. Nếu mình mua nhà liền lúc này. Trên cái tiền mà mình mượn gọi one point 100 mình mượn 2 điểm đến 2%, nó nói 3 point. Hai khác nhau nhà nha. 30 xưa nha. Thường á là làm bài nhiều người finance người tiền số người không muốn trả có khả năng trả 15 năm nó có thêm 2 năm nữa nó lấy thâu đất thu nhiều càng ngắn hạn hàng tháng của mình càng cao thấp hơn nhưng tiền hàng tùy mình bên cái bảng ra mình đi càng ngắn rồi khi mà nha mở dây ví dụ như 13 năm 7 mình run bạc ra cái tiền mình trả cuối cùng nha cái tiền đó stress dài em nhé mà nó không có khác gấp đôi cái tiền 30 năm tùy cái lúc mình đi mượn tiền năng mình trả lại bao nhiêu trên nhà mắt những cái đứa này ra ví dụ như mình muốn cái thằng loan officer nó lên hàng tháng càng gửi có ngày thôi tôi không mua hai thằng bán nhà nó thằng nhà băng nhà băng bí dụ người có tiền nó để nó làm băng mở đứng tên cho nên coi đi trả còn lại hàng tháng thấy không chỉ có 15 17 mà nhưng bây giờ về sao cậu em Việt Nam chỉ ra 10 năm thành ra 5 năm tại vì biết mua nhà cho mướn nghĩ ra tiền 1 triệu 1-2 triệu cũng được năm năm gì tôi cũng cho cái tiền hàng tháng có thể đó là ô gia trong nhà chỉ 5 năm bạc thì người
tài chế tiền là năm hơn tiền hán chẳng những người như chục năm tại vì mình biết tiền hàng tháng mẹ nếu mình ăn thì hết ra mình kiếm mình ăn người nào có gì đi một năm hay bỏ một cái bộ tác bớt xuống ha hỏi trời ha đã nhà ba á nó cái nhà ba mạnh đi đi nha ví dụ nó có nó hơi lim nếu mà nó bài thôi có cái hộp mà ví dụ như là 1 triệu à thôi dạ có thằng đó hơn thầy nhắc thì tùy nhập băng lúc đó cái con đông bên ngoài giữa lúc đó giữa tiền hay là không thì lợi xuống lúc đó bán chính phủ nó hạ tiền ban xuống nó bắt nhập băng phải hạ xuống cho mình nó cũng mình xuống nó đâu nó nói giờ tôi cho anh có chấm hà lan anh cho mượn nó trả rồi thật ra nhiều khi mình lời không tiền lời đâu bang á chính phủ cũng check bang sáu nó không để nó được không tiền lời chúng phải bang nào cũng xem thấy không ra cái chính phủ ok em sẽ bây giờ xuống bằng mình nghe nhiều hơn interest rate đó từ thằng nhà ba đó nó xuống cho bằng tiền 2-3 năm thì chính phủ nó để nhà ba làm ăn tiền lời không thì đó thuế lúc nó mới tiếp tục ăn nhà ba không tiền lời nhà ba vẫn chặn mình 90 đó mua nhà nữa thứ bảy lịch sử check đây hai crash đó hai cái nó kiểu xu nhau bắt đầu thành phép ấy thì ra cái người mà bên cái thằng đó không đâu thế này được.
tại chính phủ là cái là nó kinh về Mỹ lãnh đạo. Dạ. Yeah. Yeah. Cái đi point ha. Scar by pay the rate đúng. Mình nhìn cái chuyện mình từ cái tục. Giờ nó nói bình thường tất cả bang nó bực, nhưng nếu nó offer một tấm tức là mình giờ đi tập nhưng mình coi là tới 4 cái tiền mình nha, mình phải móc ngàn thì có phải là mình được ngàn không? Mình chạy của mình phải móc cái túi mình này. Dạ nó lấy tiền của mình trả lời được hay không, chứ mình ra mượn nó mình không tìm mình coi mình tính tiền thì ra thì thành ra chính đó là tùy cái khả năng của mình mượn tiền ha. À, willing to pay this cowboy confirm for nhà đó, khi mà nhà nó có cái người bán á rất cần cái nhà hơi thấp, tôi không tìm mua đó không lo, à, thì hết nó đừng bài đạt. Mua thì người bán sạc sạc cái thằng đó. Borrow may also pay in interest to protect and please. Này nhập băng. Nhập băng. Mình download phía sau. Điểm này tôi không biết được còn sao biết được theo bot in anh 5.000 thêm tôi ngàn thí dụ bắt không ra thì xem đi. Bây giờ muốn tiền gì thì đưa tiền tôi cái này cho anh. Giống như là hai người đang nhà ba của không biết có thể băng không vì nhà băng mở nói bây giờ tôi hơi xấu lắm đó muốn hả thì có cái xem nó chat nha. Sẽ xuống. Tên á thì anh không chắc. Không bàn đúng. Hay là chết. Mà tôi sẽ xuống nhưng mà cái tên lock in mất. Nó giống cái tiền mua được không phải. Không bàn. Nếu anh làm lô anh thì tuyệt cậy tên à, tại có xin đây nói là
bị nó bị giải ngược kia. Ồ, oh, ok. Nhận đây đi, đây không biết. Ok, đó thì khi trả tiền thì lót cho mình. Đó. Xuống thì sao? Thì anh làm một em biết. Đó thì... Dính luôn. Ok. Ờ, thì được. Như mình báo. Ờ. Mình đi tục cái mà mình chạy. Đúng không? Rồi thì là khiến đọc nó ok. Bước sĩ này đang là thì là solar protect long reminder to the theo như là reserve regular blade off by the law apply to for personal family or household thì chính bộ quốc để bảo người mà mực thì cái nó bắt cái tiền đó phải cho cái để cho biết là bị thí dụ như là sao cái theo ví dụ khác mình không theo có nhưng sau này thì bảo vệ cho mình thì bắt long is covered by Tula if and for installment. Chà hay là ít thì real property thì thường cái loan thì sẽ bay những cái loan mà trả bốn thì dĩ nhiên đi mượn thì mua nhà đó nó hừng supply make chú tin lên ác nó supply hạn sử anh những cơ quan chủ kia đó nó mở ra tiền lỗ cái lỗ lỗ mấy phần first loạt dữ liệu đi một tiền mua chọn hình nuôi heo 2500 property cho section seller tiền không áp dụng nữa với cái lô 500 mà nó xài bất động sản để mà thấy chân ấy cái suốt này nó cũng không tiếp là the most decentralized rate mà phải phù hợp mình cái loại này đó cho biết mở biết là bao nhiêu thì luôn cái này
bắt nó cao hơn. Giờ tiền lời chỉ có 500. Nhưng luôn khi nó ra này hơn 500 tiền giấy tờ có cái vest của ra khi mình đánh nhá, mình cái API mừng 4.95 4.75 PR ra đi 500 API đúng không ạ? À còn sai API nó rõ cái tên mục cũng thì cái tiền thanh chót mà bay nè thanh minh năm mươi năm năm nó sẽ ra nếu mà mình fix à nếu mình adjust về cho bố rate cái năm thứ sáu bắt đầu cộng cái này cộng với cap của nó cái interest nó cái bảng mới có bảng nè phải em mấy thì pie chart là gì? Sort of including in fee, discount fee, mortgage broker company, include seller pay, credit pay, thì những khi mà mình đóng vào đấy ở bên này là cái cái tình gì nó lít nó cầm lại là cái đó là cái đồ gì nha thì tất cả những đó nó cái số nó sẽ không ví dụ như sao vậy cái app này lúc đó mình ký check đi cho mình chất lượng khó luôn. À, mình được offer rồi trong vòng 7 ngày đầu mình phải cái freezer cho cái nhà đó mình phải kêu đó mình mở cửa mình để hai người lúc người ta đã liền với người appraiser ha lúc đó mình nó không có ở trong cái bản khi nó đóng escrow người nhà bắt buộc phải cơ bắt kết thì người ấy có quyền đó thì sao lên trả nhưng mà thường thì sao không ai trả người bay phải thường nó nói không cần phải trả appraisal nhưng mà nó cần một đúng không làm lỗ đúng không lấy qua lại dạ ok đâu vậy ok landing để cho mình hiểu đó thì mình cứ nhớ là cái gì hả là cái landing đúng không